Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Lúc này, ngay cả Kiếm Tuệ cũng đã biến sắc. Trưởng lão sắc mặt xanh mét, hét lên: "Trừ khi ngươi bước qua xác của chúng ta." Phương Tử Vũ khóe miệng cong lên, lộ ra một vẻ tựa như cười như không, lạnh lùng nói: "Tốt, vậy các ngươi đi chết đi." Phương Tử Vũ đột nhiên bay lên, vỗ xuống một trường. Trường phong rít lên, trưởng lão bất ngờ không kịp phòng bị, ngay lập tức dính một trường toàn lực của Phương Tử Vũ, cả người lùi lại phía sau vài bước, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Mọi người kinh sợ, Kiếm Tuệ quát lớn: "Phương Tử Vũ, ngươi đang làm gì vậy?" Phương Tử Vũ cười lạnh nói: "Là các ngươi muốn ta bước qua xác của các ngươi đi lấy băng tinh ngọc phách mà." Nói xong, Phương Tử Vũ hướng tên môn đồ lúc trước dẫn đường cho nó đánh ra tiếp một trường, thuận tay đoạt lấy thanh trường kiếm sau lưng hắn. Tên môn đồ này vẫn chưa tỉnh lại từ trận ngạc nhiên vừa rồi, đợi đến khi cảm giác được áp lực thanh tỉnh trở lại thì đã quá muộn. Rắc một tiếng, hắn bay thẳng về phía sau, miệng phun máu, xương lồng ngực vỡ vụn rơi xuống đất mà chết. Kiếm Tuệ rốt cuộc minh bạch Phương Tử Vũ không phải là nói đùa, sắc mặt xanh lè quát lớn: "Phương Tử Vũ!" 11 vị trưởng lão còn lại đem Phương Tử Vũ vây vào giữa, còn vị bị thương đầu tiên lúc này đang ngồi trên mặt đất điều tức. Kiếm Tuệ mặc dù tức giận không để đâu cho hết, nhưng vẫn làm ra nỗ lực cuối cùng, trầm giọng hỏi: "Phương Tử Vũ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi có biết ngươi đang khơi mào cho tranh đấu giữa hai phái chúng ta hay không?" Phương Tử Vũ lộ ra ý cười lạnh lùng, bình thản nói: "Đây là các người bức ta, vì cứu ca ca của ta, các người chắc chắn phải chết." Dừng lại một chút, Phương Tử Vũ lại cười lạnh nói: "Dù sao, các người sớm hay muộn cũng phải chết ở trong tay ta, chết sớm hay chết muộn đều giống nhau cả thôi." Một tên trưởng lão nhịn không được, hét lớn một tiếng, vỗ một trường về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ khóe miệng cười lạnh, đứng im bất động tại chỗ. Tay của trưởng lão tức khắc sẽ đánh lên người của Phương Tử Vũ, nhưng nó vẫn không một chút di động, dường như trên đời này không có bất luận kẻ nào đáng để cho nó di động. Trưởng lão không khỏi ha ha cười lớn nói: "Chỉ là một tên tiểu bối nguyên anh kỳ lại dám đùa với lửa trước mặt lão tổ tông của ngươi, để ta thay sư phụ ngươi dạy ngươi viết chữ tử viết như thế nào." Lão bà đột nhiên ngưng bặt tiếng cười, vẻ mặt cổ quái cứng ngắc. Trong mắt những người xung quanh, bàn tay của lão đã thật sự vỗ trên ngực Phương Tử Vũ. Nhưng điều kỳ quái là Phương Tử Vũ lại tại sao vẫn không di động? Chẳng lẽ công lực của nó đã đạt đến trình độ có thể đối cứng với phân thân kỳ cao thủ mà không lay động mảy may hay sao? Chỉ có tên trưởng lão nọ mới biết, Phương Tử Vũ ở trước mắt lão tựa như một khối không khí, cũng chỉ có thể nói một trường của lão đánh vào trong không khí, không hề chạm vào bất kỳ thật thể nào. Chuyện này là như thế nào đây? Đột nhiên, lồng ngực lão khó chịu, một mùi tanh nồng theo cổ họng dâng lên. Lão biết đây là tác dụng ngược lại của đòn công kích toàn lực vừa rồi. Trưởng lão ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể loạng choạng, mạnh mẽ đè ép huyết khí đang xông lên. Kiếm Tuệ đột nhiên hô lớn: "Cẩn thận sau!" Trưởng lão còn chưa hiểu, đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn, cúi đầu nhìn xuống, thấy mũi kiếm của một thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua ngực lão. Trên mũi kiếm còn rơi xuống vài giọt máu tươi. Trưởng lão chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy Phương Tử Vũ đang cười lạnh nhìn lão, tay nắm trường kiếm cắm vào sau lưng lão. Sau đó lại quay đầu lại, trước mắt cũng có một tên Phương Tử Vũ. Điều này rốt cuộc là như thế nào đây? Phun mạnh ra một ngụm máu lớn, trưởng lão mang theo vẻ không cam lòng chậm rãi ngã xuống đất. Kiếm Tuệ không thể tin nhìn trưởng lão ngã xuống. Một tên cao thủ phân thần kỳ ở lần giao chiến đầu tiên liền chết trong tay cao thủ nguyên anh kỳ. Việc này tuyệt đối không thể xảy ra. Nên biết rằng tranh nhau một giai đoạn là cách nhau cả 10.000 dặm. Càng không nói phân thần kỳ và nguyên anh kỳ cách biệt không phải
chỉ là một giai đoạn đơn giản, ở giữa còn có xuất khiếu ba cái giai đoạn. Lấy tu vi nguyên anh kỳ có thể ở trước mặt diệt sát thủ cao thủ phân thân kỳ, chỉ có ba khả năng có thể xảy ra. Một, tên cao thủ này vẫn một mực ẩn giấu thực lực, kỳ thật tu vi chân chính của hắn đã vượt xa phân thần kỳ. Thứ hai, tên cao thủ nguyên anh kỳ này có pháp khí cường đại đủ để chống lại phân thần kỳ cao thủ. Thứ ba, tên nguyên anh kỳ cao thủ này trí tuệ hơn người, nhất cử nhất động của phân thần kỳ cao thủ toàn bộ đều nằm trong tính toán của hắn. Phương Tử Vũ hiển nhiên không phải là loại người thứ nhất, mà nó cũng không xuất ra bất kỳ pháp bảo gì, duy nhất chỉ có thanh trường kiếm đoạt được từ trong tay của tên đệ tử Ngọc Hàn Cung. Vậy chỉ còn lại khả năng thứ ba. Phương Tử Vũ tâm trí hơn người, sớm đã tính ra động tác tiếp theo của đối phương mà đi trước một bước thiết lập cạm bẫy chờ đợi. Loại người này không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Tàn ảnh thần bộ ư? Một tên trưởng lão trong đó đột nhiên hô lên, ngươi dùng là tàn ảnh thần bộ của Long Thần Sơn Trang? Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Long Thần Sơn Trang hiện tại là một từ cấm kỵ của võ lâm. Vài năm trước, minh chủ dẫn dắt mọi người tiêu diệt Long Thần Sơn Trang, sai người mang đến một tin nhắn, nói hậu nhân của Phương Hạo Nhiên sẽ trọng hiện giang hồ. Từ ngày đó trở đi, tu chân giới các môn phái đều câm lặng, không dám đàm luận đến Long Thần Sơn Trang. Mặc dù bọn họ không sợ cái hậu nhân này, nhưng cũng không thể không phòng bị. Chẳng lẽ Phương Tử Vũ chính là hậu nhân của Long Thần Sơn Trang ư? Kiếm Tuệ sắc mặt thay đổi vài lượt, trầm giọng hỏi, ngươi đúng là con của Phương Hạo Nhiên phải không? Khuôn mặt lạnh lẽo của Phương Tử Vũ không chút tình cảm, khẽ gật đầu xem như là đáp án. Kiếm Tuệ giận dữ mà cười, cười một trận rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, tràn ngập vẻ dữ tợn nói, nghiệt xúc, chúng ta tìm ngươi đã rất nhiều năm rồi, hóa ra ngươi một mực vẫn ẩn nấp ở trong Ngọc Hư Cung, khó có được hôm nay ngươi tự mình đưa đến tận cửa, vậy để cái mạng nhỏ ở lại đây đi. Phương Tử Vũ giễu cợt nói, chỉ bằng các ngươi ư? Kiếm Tuệ rốt cuộc ra tay, nổi giận quát một tiếng xông về phía Phương Tử Vũ. Mười vị trưởng lão còn lại đem nó vây vào giữa đề phòng nó bỏ chạy. Phương Tử Vũ nhếch mép cười nhạt, thân hình di chuyển, cả người ngay lập tức biến mất tại chỗ. Kiếm Tuệ cười lạnh, bổ mạnh một trường về phía khoảng không bên trái. Trong tiếng giao kích trầm đục, Phương Tử Vũ cả người bay về phía sau, cho đến khi nện mạnh vào tường mới ngăn lại được thế đi. Ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, nhịn không được há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm Tuệ cười lạnh nói, ngươi còn kém quá xa. Phương Tử Vũ chậm rãi lau vết máu nơi khóe miệng, hờ hững nói, vậy sao? Đột nhiên có người hô lên, Mộc trưởng lão. Kiếm Tuệ giật mình hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị trưởng lão bị Phương Tử Vũ công kích thụ thương đầu tiên đang ngồi dưỡng thương, lúc này trường kiếm đâm xuyên qua ngực đã nằm trong vũng máu. Kiếm Tuệ không dám tin nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phương Tử Vũ, hóa ra là nó cố ý thu hút sự chú ý của mình rồi thừa cơ hội xuất trường kiếm ám sát Mộc trưởng lão đang nhập định. Tâm cơ như vậy, thân thủ như vậy, làm sao có thể không khiến cho kẻ khác cảm thấy kinh sợ cho được. Nôn ra một ngụm máu nữa, Phương Tử Vũ lau đi vết máu, lạnh lùng nói, còn lại 11 người. Kiếm Tuệ lồng ngực phập phồng mãnh liệt, sắc mặt xanh mét, hai hàm răng cắn chặt, trầm giọng nói, tế pháp khí. 10 vị trưởng lão đang vây quanh Phương Tử Vũ phối hợp ăn ý, đồng thời hô lên, xuất. 10 thanh pháp khí khác nhau đồng thời xuất hiện, trôi nổi trước mặt bọn họ. Ngọc Hàn, hàng thiên xương, thiên xuất. Một cái cổ đỉnh kêu lên uông uông, một đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ vung tay tụ lực chống đỡ, sau một tiếng uông, sắc mặt nó trắng bệch ra. Ngọc Hàn, địa thanh tuyết, địa xuất. Một chiếc trống làm từ ngọc trắng đánh về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ một lần nữa ngạnh kháng. Bùm, thân thể nó khẽ lay động, nuốt xuống huyết khí đang xông lên. Ngọc Hàn, nhân thành đạo, nhân xuất. Ngọc Hàn, nghĩa vân thiên, nghĩa xuất. Sau khi trải qua thiên, địa, nhân, nghĩa, tín, trung, hiếu, tình, mộc công kích của 9 vị trưởng lão, Phương Tử Vũ máu đã nhuộm đỏ toàn thân, lảo đảo muốn ngã xuống. Ngọc Hàn thủy cư thanh, thủy xuất. Một cái bình nước màu trắng công về phía nó, Phương Tử Vũ dồn hết sức lực nâng tay lên, miễn cưỡng tiếp được. Phốc, nó lại phun ra một ngụm máu lớn nữa, rốt cuộc cũng đã ngã xuống mặt đất. Kiếm Tuệ vẻ mặt nặng nề nói, Phương Tử Vũ, nếu bây giờ ngươi tự phế công lực,
chúng ta có thể giữ ngươi thêm một khoảng thời gian. Phương Tử Vũ dãy giụa đứng lên, lại phun thêm một ngụm máu nữa, lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh, khinh thường nói: chỉ bằng vào các ngươi ư? Kiếm Tuệ trầm giọng nói: chỉ bằng vào 10 vị trưởng lão đơn độc công kích ngươi đều không cách nào chống lại, càng không nói pháp khí của chúng ta còn có thể hợp lại một chỗ công kích ngươi, uy lực khi đó không chỉ một điểm như vậy đâu. Phương Tử Vũ khinh miệt cười nói: vậy thì thử xem. Kiếm Tuệ về mặt âm trầm, cắn răng nói: là ngươi tự tìm lấy. Ngọc Hàn thập tam trận, Ngọc Hàn hàn thiên xương, Ngọc Hàn địa thành tuyết, Ngọc Hàn nhân thành đạo, Ngọc Hàn thủy cư thanh. 10 loại pháp khí lăng không bay lên, bắn ra quang mang, giao nhau tỏa sáng, khiến cho người ta hoa cả mắt. Kiếm Tuệ tay bắt pháp quyết quát lên: Ngọc Hàn khuynh quyền thiên quyền. Bao gồm cả Kiếm Tuệ trong đó, 11 người đồng thanh hét lên: Ngọc Hàn thập tam trận xuất. 11 loại pháp khí toàn lực công kích về phía Phương Tử Vũ. Mặc dù khuyết thiếu Phong trưởng lão và Mộc trưởng lão khiến cho Ngọc Hàn thập tam trận không còn hoàn mỹ, nhưng uy lực vẫn còn rất lớn. Phương Tử Vũ ở trong 11 đạo công kích cắn răng vất vả chống đỡ, cho đến khi hàm răng vỡ nát chảy máu. Mái tóc dài của nó hướng lên trên trời bay loạn xạ, hai tay yếu ớt nâng lên, gân xanh nổi lên làm da toàn thân nứt ra từng tia, cho đến khi trên dưới toàn thân đều chảy máu. Phương Tử Vũ không phải là kẻ ngốc. Ngọc Hàn thập tam trận của Ngọc Hàn Cung thanh danh đã lâu, 13 loại pháp khí thuộc tính khác nhau bổ trợ lẫn nhau, liên hợp tại một chỗ, uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng được. Nó tuyệt đối không ngu ngốc đến nỗi tự cho mình là thiên hạ vô địch, cuồng vọng đến nỗi không đem Ngọc Hàn Cung đặt vào trong mắt. Nó đang đánh cuộc một canh bạc, dùng tính mạng của bản thân ra làm tiền cược, đánh cuộc tiên khí trong cơ thể nó có thể kịp thời cứu chủ hay không. Áp lực càng lúc càng lớn, nhưng tiên khí vẫn như cũ, không có động tĩnh gì. Phương Tử Vũ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, âm thầm cười khổ: chẳng lẽ ta đã đoán sai rồi sao? Đáng tiếc đã không cứu được ca ca rồi. Không khí bốn phía như bốn bức tường vô hình đè ép về phía nó. Phương Tử Vũ cảm thấy toàn thân đau nhức vô lực, trong tai ù ù, ý nghĩ của nó cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Kiếm Tuệ hét lớn: tăng thêm lực ép, nó đã bắt đầu không xong rồi. Đám người lại dùng thêm vài phần lực đạo, nhưng bọn họ lại không phát hiện ra lúc này trên thân thể của Phương Tử Vũ đã bắt đầu tuôn ra từng tia huyết mang. Hắc mang càng lúc càng nhiều, đợi đến khi đám người Kiếm Tuệ phát hiện ra thì hắc mang đã trải rộng khắp toàn thân nó. Phương Tử Vũ từ từ ngẩng đầu nhìn về phía đám người Kiếm Tuệ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt tàn nhẫn. Kiếm Tuệ không tự chủ được dùng mình một cái nói: tăng thêm lực. Lúc này trong ánh mắt không thể tin tưởng của mọi người, Phương Tử Vũ chậm chậm đứng dậy. Đối diện với áp lực cường đại như vậy, nó lại có thể nhẹ nhàng thoải mái đứng dậy. Công lực của nó rốt cuộc đạt đến trình độ nào rồi đây? Chẳng lẽ đáng sợ đến mức ngay cả Ngọc Hàn thập tam trận cũng không để vào mắt hay sao? Ánh mắt băng lãnh của Phương Tử Vũ quét một vòng trên mặt của 11 người, chậm rãi lâng một cánh tay lên, lạnh lùng nói: phá. Ngay lập tức một cỗ năng lượng cường đại đến không gì có thể so sánh được, cường đại đến mức đủ để hủy thiên diệt tích, trong nháy mắt bộc phát ra. 11 loại pháp khí ở dây đầu tiên lập tức vỡ nát, 10 vị trưởng lão và Kiếm Tuệ đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Vào lúc bọn họ phun ra máu thì cỗ năng lượng cường đại đó cũng đồng thời đánh lên thân thể. Kiếm Tuệ về mặt không thể tin tưởng hô to: tiên khí ư? Phốc, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung thành một chùm huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng không lưu lại. Phốc, phốc, tiếng nổ trầm đục liên tục vang lên 11 lần, trong đại điện chỉ còn lại 11 chùm huyết vụ. Cả đại điện không chống nổi lực đánh vào của cỗ năng lượng cường đại này, thoáng chốc sụp đổ thành một đống đổ nát. Đại điện đã sụp đổ, phát ra tiếng vang kinh động cả Ngọc Hàn Cung. Tất cả các môn đồ trong Ngọc Hàn Cung đều chạy về phía đại điện. Khi mọi người chạy đến nơi thì đều ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Đại điện đã trở thành một đống đổ nát, trưởng môn và 12 vị trưởng lão đều không nhìn thấy nữa. Mà trên đống đổ nát lúc này đang đứng sừng sững một bóng người toàn thân máu đen. Phương Tử Vũ trên dưới khắp người dì máu tươi, đang ngẩng mặt lên trời phát ra tiếng cười điên cuồng thê lương. Qua một lúc lâu sau, nó mới ngừng lại tiếng cười, ánh mắt lướt nhanh một lượt trên khuôn mặt của đám người xung quanh, thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn bên tai của mọi người: các ngươi đều đi chết đi. Địa ngục Ngọc Hàn Cung lúc này hoàn toàn biến thành địa ngục.
mà Phương Tử Vũ toàn thân đầy vết máu, chính xác là ác ma ngo lên từ địa ngục. Ngọc Hàn Cung một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu cha gọi mẹ ở khắp nơi, tiếng la hét rung trời. Không phải là không có ai ngăn cản Phương Tử Vũ, chỉ là tất cả mọi người đều bị thủ đoạn máu tanh của nó dọa cho sợ vỡ mật cả rồi. Huống hồ trưởng môn và 12 vị trưởng lão có thực lực cường đại nhất trong Ngọc Hàn Cung đều đã chết ở trong tay nó. Thử hỏi ở nơi này còn có ai dám cùng nó tranh phong đây? Phàm là nơi nó đi qua đều chết không toàn thây. Trong tay Phương Tử Vũ không có bất kỳ binh khí gì, nó hoàn toàn là dựa vào lực lượng của cơ thể, bằng vào đôi tay mạnh mẽ đem từng người một xé thành hai nửa. Ngọc Hàn Cung yên bình 1.000 năm rốt cuộc nghênh đón lần đại nạn đầu tiên này, cũng là lần cuối cùng, bởi vì từ nay về sau Ngọc Hàn Cung từ đây xóa tên khỏi giang hồ. Điên cuồng, máu tanh, lãnh huyết đao tôn, Phương Tử Vũ đứng trong vũng máu, ngửa mặt nhìn trời thì thào tự nói: "Đẹp, máu đẹp quá." Ngọc Hàn Cung đã biến mất, từ nay về sau xóa tên trong thiên địa. Ngọc Hàn Cung toàn phái trên dưới 500 người, trong một đêm bị người ta giết hại hầu như không còn một mống, tất cả đều chết oan uổng. Khi có người phát hiện ra tình huống này thì cả tòa Ngọc Hàn Cung đã chìm trong biển lửa, trở thành một đống hoang tàn. Một môn phái to lớn như vậy, ngoại trừ ngói vỡ đá vụn ra, đập vào mắt chỉ còn lại những xác chết nằm đầy trên mặt đất. Phút chốc tan biến như bông tuyết bay đầy trời, vô số môn phái tu chân khiếp sợ phi thường. Là yêu đạo ma môn nào có thể trước mắt bao nhiêu người không một tiếng động giết sạch Ngọc Hàn Cung toàn môn? Các môn phái tu chân đều phái ra đệ tử bản môn nhập thế để điều tra, nhưng kết quả lại khiến cho người ta chán nản. Không có bất cứ dấu vết nào chứng tỏ yêu đạo ma môn đã từng điều động số lượng lớn người đến đây. Nếu không phải là ma môn, đến rốt cuộc còn có ai có thể làm ra loại chuyện này, hơn nữa lại có ân oán với Ngọc Hàn Cung sâu đến như vậy? Ngay sau đó, thiên hạ đang rối loạn, khói lửa nổi lên khắp nơi, tu chân giới cũng bắt đầu náo loạn. Sự biến mất của Ngọc Hàn Cung, toàn môn bị giết tựa như một viên đá nhỏ bị ném xuống hồ nước phẳng lặng, hồ nước rốt cuộc cũng nổi sóng. Trước khi sự việc Ngọc Hàn Cung biến mất bị phát hiện, lan truyền ra ngoài, Phương Tử Vũ đã sớm mang theo tấm thân mệt mỏi không chịu nổi, đang trên đường trở về quận Đông Hải. Phịch, vết máu trên người đã thâm đen khô cứng, Phương Tử Vũ sức cùng lực kiệt rốt cuộc cũng ngã xuống thảm cỏ trong khu rừng. Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng nó. Cố hết sức lật người lại, nó nằm ngửa trên mặt cỏ, thở hổn hển, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. 8 ngày, dòng dã suốt 8 ngày, vẫn còn 2 cái mặt trời mọc và mặt trời lặn nữa, nhưng giữa nó và Đông Hải còn có một đoạn đường dài phải đi. Ca ca, Phương Tử Vũ vô lực thì thào gọi một tiếng, đưa tay nhìn lên thiên địa càn khôn giới đang đeo trên ngón tay. Lúc này băng tinh ngọc phách mà nó cướp được từ Ngọc Hàn Cung đang yên lặng nằm trong giới chỉ, làm bạn với băng tinh ngọc phách còn có 2 gốc thiên sơn tuyết liên phát hiện ngoài ý muốn trong Ngọc Hàn Cung. Cắn chặt răng, nó một lần nữa dãy giụa đứng lên, sau đó siêu siêu vẹo vẹo tiếp tục chạy đi. Đêm lạnh buốt, sao trời lấp lánh như ánh mắt giá lạnh của trời đêm, chỉ lạnh lùng nhìn người thiếu niên dưới mặt đất đang đau khổ dãy giụa. Có người nói rằng sao Bắc Cực có thể chỉ dẫn cho người ta phương hướng để trở về nhà, nhưng lúc này đây bầu trời đêm một mảnh tối đen, căn bản là không tìm được bóng dáng của ngôi sao Bắc Cực đâu cả. Phải chăng ngay cả ngôi sao sáng nhất này cũng không biết người thiếu niên cả đời long đong này nhà ở phương nào hay sao? Phịch, một tiếng khẽ vang lên, Phương Tử Vũ một lần nữa lại ngã xuống đất. Đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, nó vội vàng lè lưỡi, dùng răng hung hăng cắn xuống đầu lưỡi. Một trận đau đớn khiến cho nó cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút. Lúc này mới hăng hái một lần nữa vùng vẫy đứng dậy. Nhưng vừa mới lảo đảo đứng dậy, nó ngay lập tức lại ngã xuống. Dùng 2 tay cố hết sức nâng nửa người phía trên lên, nó dùng sức lắc đầu, âm thầm nhắc nhở bản thân tuyệt đối không thể hôn mê. Nếu ngất đi ở chỗ này, vậy thì tất cả những việc nó làm mấy ngày trước đây, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Nó đã không một lần chợp mắt suốt 8 ngày 8 đêm, bởi vì tiết kiệm được một phần thời gian cấp cho Từ Ngạo Thiên, lưu lại được một phần cơ hội. Nó vẫn một mực đau khổ chống đỡ bản thân, cho dù là cùng Ngọc Hàn Cung triển khai một trận chiến kinh thiên động địa, hao hết tất cả công lực, cho dù là thân thể thụ trọng thương, nếu không được điều trị kịp thời, khiến cho miệng vết thương thêm trầm trọng, ngay cả bản thân cũng nguy hiểm trong sớm tối, nhưng nó vẫn như cũ tận lực chịu đựng chạy về Đông Hải. Từ Ngạo Thiên, dung mạo của người thân thiết nhất này vẫn một mực hiện lên trong đầu nó. Cắn chặt răng,
Phương Tử Vũ một lần nữa đứng dậy, nhưng còn chưa đứng vững, thân người nó lập tức lại ngã xuống đất. Bịch, bịch, nó hung hăng đấm hai quyền thật mạnh xuống mặt đất. Chỉ là lúc này quyền đầu cũng mềm nhũn vô lực, ngay cả tạo ra một vết lõm trên mặt đất cũng không được. Nó hận, hận bản thân mình vô năng. Nếu trở về không cứu kịp Từ Ngạo Thiên, có lẽ cả cuộc đời này của nó sẽ sống sâu trong sự dằn vặt. Đột nhiên một đạo bạch quang chợt lóe lên giữa mảnh rừng tối đen. Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ra đạo bạch quang này lại phát ra từ trong thiên địa càn khôn giới trên ngón tay của nó. Thiên địa càn khôn giới lấp lánh ánh sáng trắng, tựa như đang kêu gọi Phương Tử Vũ. Bỗng nhiên như có một cái gì đó hiện lên trong đầu nó, vật này không ngờ lại chính là Thiên Sơn Tuyết Liên đang nằm trong thiên địa càn khôn giới. Thiên Sơn Tuyết Liên tương truyền có thể làm người chết sống lại, mọc xương liền ra, còn người tu chân ăn vào công lực càng tăng thêm vài lần. Nếu như Thiên Sơn Tuyết Liên thật sự có hiệu quả kỳ diệu như vậy, có thể hay không giúp hắn trong vòng 2 ngày chạy về đến Đông Hải đây? Phương Tử Vũ từ trong thiên địa càn khôn giới lấy ra một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên. Tuyết Liên trắng bạch tinh khiết yên lặng nằm trong lòng bàn tay của nó. Thân là đệ tử môn phái luyện đan, Phương Tử Vũ biết rằng muốn luyện hóa một gốc thượng đẳng tài liệu cần phải đan đỉnh thượng hảo cùng với hỏa hậu thích hợp nhất định. Nếu không, chưa nói dược tính không cách nào hoàn toàn phát huy ra, càng có khả năng sẽ bởi vì dược tính quá mạnh mà khiến cho người sử dụng lập tức thất khiếu chảy máu nổ tung mà chết. Nhưng lúc này nó hoàn toàn không có luyện dược đan đỉnh, công lực của bản thân còn lại càng không được bao nhiêu, dựa vào cái gì để luyện hóa Thiên Sơn Tuyết Liên đây? Thiên Sơn Tuyết Liên ở trong tay nó tản ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Phương Tử Vũ cắn răng không chút do dự đem cả gốc Thiên Sơn Tuyết Liên nuốt vào. Nó lúc này trong lòng ôm tư tưởng ngựa chết làm ngựa sống của đại phu thử thuốc. Dù sao dựa vào thân thể này khẳng định là không kịp chạy trở về cứu Từ Ngạo Thiên, thà liều một lần còn hơn trở về sống trong đau khổ. Nhưng nếu Thiên Sơn Tuyết Liên thực sự có hiệu lực, có thể giúp nó khôi phục lại một thân công lực, vậy thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nếu Từ Ngạo Thiên biết được điều này, chắc chắn cũng chỉ có thể lắc đầu than thở. Người đệ đệ này của nó làm bất cứ việc gì cũng thích đi hướng cực đoan. Thiên Sơn Tuyết Liên vừa mới vào miệng, hàm răng theo bản năng cắn xuống. Một dòng chất lỏng ngọt lành mang theo vị cay cay chảy xuống cổ họng của Phương Tử Vũ. Theo dòng chất lỏng này chảy xuống cổ họng, từ lồng ngực bốc lên một cỗ khí nóng chạy thẳng xuống đan điền. Trong đan điền, khối khí ấm mỏng manh dường như bị ném vào một mồi lửa chợt nổ mạnh, rồi đột nhiên phát tán ra, cảm giác toàn thân lạnh lẽo mệt mỏi được đánh tan đi không ít. Loại cảm giác này khiến cho nó thập phần khát vọng, cơ hồ là ba ngụm hai miếng, ngay cả lá xanh cùng quả hạt đều nuốt cả xuống. Thiên Sơn Tuyết Liên sau khi đi vào bụng, khí nóng trong đan điền càng lúc càng mãnh liệt, đã không còn là dòng khí ấm nữa mà giống như lửa đốt, nóng đến phát điên. Phương Tử Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chân khí chạy tán loạn, chạy khắp nơi trong ngũ tạng lục phủ. Trải qua không lâu, khí nóng đã lan rộng khắp toàn thân, hơn nữa càng lúc càng nóng, trên dưới toàn thân nóng như cục than đỏ. Nó nằm trên mặt đất, ngay cả một đốt ngón tay cũng không thể động đậy, thân thể giống như đông cứng cả lại. Nó cảm thấy ngũ tạng lục phủ đang đều nóng lên, phình to ra, có một loại ảo giác như sắp nổ tung. Đôi môi nó khô khốc, cổ họng khát nước cũng sắp bốc khói, há miệng muốn kêu cứu nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Ý thức của nó cũng dần dần trở nên mơ hồ. Ầm ầm, bầu trời truyền đến một tiếng sấm nổ vang. Trời vốn âm u đã bắt đầu nổi sấm chớp. Theo tiếng sấm ầm ầm, hạt mưa dày đặc phô thiên cái địa đổ xuống. Trời mưa, hơn nữa là mưa to mang theo những cục băng nhỏ. Ở phía dưới bầu trời u ám, một nam tử toàn thân dính đầy vết máu đang nằm ngửa mặt trên bùn đất. Mặc cho nước mưa và băng đá đập vào nó, cơ thể tựa như không hề có cảm giác. Những viên băng đá to nhỏ đập vào nó trên người không một chút đau đớn. Ngược lại, khi nước mưa và vụn băng đập vào nó, rất nhanh bị làm cho bốc hơi. Xung quanh thân thể nó đã được bao bọc bởi một tầng hơi nước màu trắng, hiện ra thập phần quỷ dị. Đột nhiên, ngón tay của người này khẽ nhúc nhích. Ầm, không trung vang lên tiếng sấm nổ long trời. Cũng vào lúc này, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo hàn quang chợt lóe lên trong trời đất âm u. Phương chủ công đã trở về rồi, Phương chủ công trở về rồi. Khi Phương Tử Vũ vừa mới xuất hiện ở Đông Hải thành, quân dân khắp thành lập tức nhốn nháo cả lên. Có rất nhiều dân chúng tự giác đứng dạt sang hai bên để lộ ra một con đường.
nhưng thỉnh thoảng lại chen về phía trước để được nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này. Một đầu ngựa phi nhanh qua con đường mà mọi người đã để lộ ra. Chỉ trong nháy mắt công phu, dường như mỗi một người đều nhìn thấy rõ tư thế oai hùng của người ngồi trên lưng ngựa. Mặc dù người đó toàn thân là máu, trên cả khuôn mặt càng là vết máu đã đông lại thành cục, đầu tóc tán loạn. Chỉ có điều, tất cả những điều này đều không ảnh hưởng gì đến vẻ mặt lãnh ngạo của kẻ đó. Một đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn thẳng về phía trước, không ngừng vung roi ngựa trong tay, vội vàng chạy đi. Đầu ngựa này đi qua tựa như một cơn gió, mới nghe được tiếng vó ngựa thì đã nhìn thấy tuấn mã chở người bay vút qua. Theo sát sau ngựa, một đội binh sĩ ăn mặc chỉnh tề rầm rập chạy theo sau. Đội quân này chính là Thiết Huyết Kỵ, vừa mới được lập lại không lâu. Đương nhiên, trước mắt ở trong thế lực của Từ Ngạo Thiên, có thể có kỷ luật như vậy cũng chỉ có Thiết Huyết Kỵ. Đội quân được tuyển chọn một cách nghiêm khắc nhất. Thiết Huyết Kỵ vội vàng chạy qua, dẫm lên bụi đất đầy trời. Lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Người vừa rồi là Phương Tử Vũ sao? Trẻ tuổi quá, tuổi còn trẻ mà đã làm thủ lĩnh của chúng ta rồi. Thật không nghĩ ra tuổi còn trẻ như vậy mà một mình diệt sát vài vạn đại quân của Tử Viên Lãng. Đội ngũ chạy theo sau Phương Tử Vũ chính là Thiết Huyết Kỵ mới tuyển chọn ra sao? Đúng vậy, đó đều là mục tiêu của chúng ta. Tôi cũng lập chí muốn trở thành Thiết Huyết Kỵ. Vào lúc mọi người còn đang bàn tán thì Phương Tử Vũ đã phi vào trong phủ. Dầm, một cánh cửa lớn cũng được xem là dày và chắc chắn bị người ta một cước đá bay. Cánh cửa còn chưa đổ xuống thì thân ảnh của Phương Tử Vũ đã xuyên qua cửa mà vào. Ánh mắt của nó đầu tiên rơi xuống khuôn mặt của Từ Ngạo Thiên đang nằm ở trên giường. Lúc này khuôn mặt của Từ Ngạo Thiên đã tái nhợt, không còn sức sống. Lồng ngực cũng đã không còn nhấp nhô lên xuống. Phương Tử Vũ trong lòng quặn thắt lại, hít thở dồn dập vài hơi. Ánh mắt từ từ chuyển sang lão đạo sĩ đang đứng cạnh đó. Đối với việc xông vào của Phương Tử Vũ, lão đạo sĩ lặng thinh, chỉ là sắc mặt bi thống nhìn nó lắc đầu. Phương Tử Vũ đột nhiên lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt kinh hãi dựa vào bức tường. Không biết từ khi nào trong mắt đã ẩn ẩn có nước mắt trào ra. Lão đạo sĩ trầm tư một hồi rồi mới đem ánh mắt nhìn về phía ba lão giả khoảng 50 tuổi mặc áo đạo sĩ màu vàng đang ngồi bên cạnh lão. Nguyên lai ba lão giả này sớm đã ngồi trong phòng với lão đạo sĩ, chỉ là Phương Tử Vũ nhất thời nóng vội không chú ý đến sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Lão áo giả màu vàng ngồi ở chính giữa thấp giọng nói: đã muộn nửa canh giờ, chúng tôi cũng không biết còn cứu được hay không. Lão đạo sĩ gật đầu nhỏ giọng nói: hay là cứ thử xem sao. Ba vị lão giả áo vàng nhỏ giọng thương lượng một trận, sau đó lão giả ở giữa mới gật đầu nói: có thể thử một chút vậy. Lão đạo sĩ vội vàng hướng Phương Tử Vũ hỏi: đồ vật đó lấy được không? Phương Tử Vũ không phải là kẻ ngốc, mặc dù lúc này trong lòng rối loạn nhưng vẫn có thể nghe hiểu được đối thoại giữa hai người bọn họ. Nghe được Từ Ngạo Thiên còn có thể cứu, nó vội vàng vung tay lên, trong tay bỗng hiện ra một cái hộp vuông nhỏ, đem cái hộp đó đưa cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ vô cùng cẩn thận tiếp nhận lấy cái hộp vuông, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Ngay lập tức một cỗ khí tức rất lạnh từ trong hộp gỗ điên cuồng lao ra. Trong thoáng chốc, căn phòng đã bị một cỗ khí tức cực âm hàn bao phủ. Lão đạo sĩ đưa hai đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng từ trong hộp gỗ lấy ra một vật giống như ngọc thạch gần như trong suốt, mở miệng Từ Ngạo Thiên rồi đem viên ngọc thạch đó đặt vào trong miệng nó. Ba vị lão giả mặc áo vàng đưa mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, bắt đầu phân công vội vàng làm việc. Một vị lão giả cởi bỏ y phục của Từ Ngạo Thiên, dùng chu sa vẽ lên người nó một đồ án hình thù kỳ quái. Trong đồ án còn có các ký tự kỳ quái được vẽ vặn vẹo méo mó. Một vị lão giả khác lấy tốc độ nhanh nhất ở bốn phía trong căn phòng dán rất nhiều hoàng sắc phù chỉ. Những phù chỉ này giống nhau, đều có một đám đồ án và ký tự kỳ quái. Còn lão giả vốn ngồi ở giữa lại lấy ra một thanh đao nhỏ, cắt vỡ thất mạch trên thân thể của Từ Ngạo Thiên. Đợi hai người khác đều làm xong xuôi, ba người lấy Từ Ngạo Thiên làm trung tâm, vây thành một vòng tròn ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Lợi dụng thời gian này, lão đạo sĩ đã đem Phương Tử Vũ kéo sang một bên thấp giọng nói: ba người này đều là trưởng lão của Mao Sơn đạo phái, vì tụ hồn cho Từ tiểu tử, không phải Mao Sơn quỷ đạo thuật là không được rồi. Ai, đáng tiếc ngươi về chậm mất ba canh giờ, không biết còn cơ hội hay không đây. Phương Tử Vũ yên lặng lắng nghe, im lặng không lên tiếng,
chỉ là hai tay nắm chặt, móng tay đều đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn nó, lắc đầu lại hỏi: "Ngươi làm thế nào lấy được băng tinh ngọc phách vậy? Theo như ta được biết, cho dù đích thân ta đến tận cửa, Ngọc Hàn Cung cũng không nhất định sẽ đưa băng tinh ngọc phách cho ta đâu." Phương Tử Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ca ca ta còn cứu được hay không?" Lão đạo sĩ lắc đầu nói: "Không biết được, hy vọng từ tiểu tử, người hiền trời phù hộ đi." "Không phải là lão tính quẻ rất chính xác sao? Tại sao không tính cho huynh ấy một quẻ?" Lão đạo sĩ cười khổ nói: "Ngươi thật xem ta là thần tiên hay sao? Năng lực của ta chỉ có thể gieo quẻ tính số cho những người còn dương khí. Đối với những người không còn dương khí, cho dù ta liều mạng hao tổn hết tu vi cũng không tính ra đâu." Ngừng lại một lát, lão đạo sĩ lại hỏi: "Ngươi còn không trả lời ta, khối băng tinh ngọc phách này rốt cuộc làm sao mà có được? Còn nữa, tại sao ngươi lại thảm hại như vậy?" Phương Tử Vũ thở ơ, liếc mắt nhìn lão, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ một lòng lo lắng cho Từ Ngạo Thiên đang nằm ở giữa pháp trận. Lão đạo sĩ quan sát Phương Tử Vũ từ trên xuống dưới, thấy nó thần sắc bình thường, tinh thần ổn định, hơn nữa tu vi dường như tăng lên không ít, chỉ là một thân máu đen lộ ra vẻ thảm hại, không chịu nổi. Bất giác, hàng lông mày nhíu chặt, nhìn bộ dạng này của Phương Tử Vũ chắc chắn là trải qua một trường đại chiến với một ai đó. Chẳng lẽ... Lão đạo sĩ lắc đầu thở dài một tiếng, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đi, nếu không quan hệ giữa Ngọc Khư Cung và Ngọc Hàn Cung có thể sẽ không còn được như trước. Đang lúc lão đạo sĩ đang suy nghĩ mông lung, trong phòng đột nhiên phát sinh dị biến. Ầm, một tiếng nổ vang lên, một cỗ hàn khí vô cùng lạnh lẽo từ trên người Từ Ngạo Thiên bắn tung ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, cái giường gỗ và một cái bàn trong phòng nháy mắt bị đóng thành băng. Khối băng này cũng trong nháy mắt lại như thủy tinh bị đập vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ sáng lấp lánh. Ba vị lão giả áo vàng cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền nản lòng nhụt chí. "Ba vị thiền sư!" Lão đạo sĩ hoảng sợ hô lên một tiếng, vội vàng chạy đến đem ba người đang ngã ngửa trên mặt đất nâng dậy. Lão giả ở giữa sau khi ngồi thẳng dậy lắc đầu cười khổ nói: "Đạo hữu, chúng ta tận lực rồi." Tựa như sét đánh ngang trời, Phương Tử Vũ trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng dưới 9 tầng địa ngục, toàn thân lạnh lẽo. Lão đạo sĩ trên mặt hiện ra một tia bi thương, thấp giọng hỏi: "Không còn biện pháp nào khác nữa hay sao?" Lão giả gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Biện pháp không phải là không có, chỉ là thế nào?" Phương Tử Vũ vội vàng hỏi chen vào. Lão giả cười khổ nói: "Từ tiểu huynh đệ, lúc này hồn phách đã tan rồi, bởi vì các ngươi trước đó dùng pháp lực mạnh mẽ khóa trụ hồn phách của cậu ta, cho nên cậu ta ắt phải rơi vào kết cục hồn phách tán loạn, ngay sau khi đầu thai chuyển thế cũng sẽ trở thành một người linh hồn không đầy đủ." Lão giả một mực chú ý Phương Tử Vũ, mắt thấy sắc mặt nó càng lúc càng lạnh, lắc đầu than thở: "Nhưng may mắn Phương tiểu huynh đệ đã mang được băng tinh ngọc phách trở về. Băng tinh ngọc phách này là mộng ước của tất cả những người tu phù đạo chúng ta. Nó mặc dù đã không cứu lại được tính mệnh của Từ tiểu huynh đệ, nhưng ở phút cuối cùng đã mạnh mẽ tụ tập lại được hồn phách của cậu ta. Sau này chuyển thế cũng sẽ không có chuyện gì đáng ngại." Phương Tử Vũ lạnh lùng ngắt lời nói: "Ca ca ta còn cứu được nữa hay không?" Ba vị lão giả đều là những người tu đạo có thành quả, biết rõ Phương Tử Vũ đang rất lo lắng cho thân nhân, cho nên đối với ý tứ bất kính trong lời nói của nó cũng không cho là ngỗ ngược. Chỉ có lão đạo sĩ là bất mãn liếc nhìn nó một cái. Lão giả đáp: "Tin tưởng Từ tiểu huynh đệ lúc này đã ở trên đường xuống hoàng tuyền rồi. Chúng tôi pháp lực thấp kém đã không có cách nào mạnh mẽ đoạt lại hồn phách của cậu ta." Lão đạo sĩ thở dài hỏi: "Chẳng lẽ không còn cách nào cứu nó trở lại hay sao?" "Cũng không phải là không có, chỉ là..." Phương Tử Vũ trong mắt lóe sáng vội hỏi: "Chỉ là thế nào?" "Chỉ là hung hiểm quá lớn thôi." "Có hung hiểm ư? Hung hiểm gì?" Lão giả thở dài nói: "Hiện tại muốn cứu Từ tiểu huynh đệ, biện pháp duy nhất đó là có một người nào đó hồn phách tạm thời rời khỏi thân thể, đột nhập vào địa phủ, thừa dịp hồn phách của cậu ta chưa đi vào Diêm La Điện mà mạnh mẽ đoạt trở về. Chỉ là... ai... thế gian này trừ phi tiên nhân hạ phàm, nếu không chỉ bằng vào lực lượng của phàm nhân chúng ta căn bản là không thể cùng địa phủ tranh đoạt được. Làm không tốt bản thân cũng có thể bị giữ ở lại đó." "Được."
Phương Tử Vũ quả quyết nói, ta sẽ đi. Bằng vào ngươi ư? Ở đây bao gồm cả lão đạo sĩ trong đó, bốn lão nhân mặt đều biến sắc. Một lão giả có thiện ý khuyên can nói, Phương tiểu huynh đệ, việc này không phải trò đùa đâu. Bản thân có thể trở về hay không chỉ là chuyện nhỏ thôi, còn xông vào địa phủ mới là chuyện lớn à. Từ khi nhân loại bắt đầu tu chân, trăm ngàn năm qua chưa từng nghe nói có người xông vào địa phủ mà còn có thể rời đi an toàn. Chỉ có điều ta từng nghe được có một người có thể an toàn rời đi và lại còn phá đi tấm màn sinh tử của địa phủ. Nhưng kẻ đó là duy nhất từ trước đến nay, hiện tại đã sớm thành tiên thành Phật rồi, không phải phàm nhân chúng ta có thể so sánh được. Cậu nên biết rằng xông vào địa phủ không phải là chuyện tầm thường, kiếp nạn trong tương lai có thể... Lão giả hảo tâm khuyên can nửa ngày, nhưng Phương Tử Vũ dường như một câu cũng không nghe lọt, ngược lại hỏi, ta đi xuống thế nào? Lão giả thấy nó quyết tâm như vậy, liền nhìn về phía lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ sắc mặt biến hóa không ngừng, qua một lúc lâu mới thở dài nói, để nó đi thử xem sao, nếu không trong lòng nó cả đời này sẽ không yên đâu, cho dù cố gắng tu luyện cũng sẽ không thu được kết quả gì. Chẳng thà đi thử một lần, nếu thật sự trở về không được vậy cũng là số mạng. Lão giả thấy lão đạo sĩ cũng nói như vậy, lập tức không nói thêm nữa. Ba vị lão giả áo vàng nhỏ giọng thương lượng một hồi, sau đó lão giả đó nói, được rồi, mời tiểu huynh đệ ngồi vào giữa ba người chúng tôi. Chúng tôi sẽ vì cậu đốt lên một ngọn bản mệnh thất tinh đăng, sau đó làm phép đưa hồn cậu ly thể xuống địa phủ. Hãy nhớ kỹ, hành sự phải tùy theo khả năng, nếu thật sự không địch lại, nhất định phải lấy bảo vệ tính mạng làm đầu. Chúng ta tiếp tục nghĩ biện pháp khác vậy. Lần này bất luận cậu có thể thành công hay không, xông vào địa phủ, loại sự việc này, kiếp nạn trong tương lai cũng sẽ không dễ dàng vượt qua đâu. Phương Tử Vũ một lời cũng không nói, đi vào giữa ba vị lão giả ngồi xuống, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Một vị lão giả trong đó đứng dậy, từ trong lòng ngực lấy ra một sợi dây hồng, một đầu buộc vào ngón tay út của Từ Ngạo Thiên, đầu còn lại buộc vào ngón út của Phương Tử Vũ, đồng thời nói, một sợi dây nối ngàn dặm, chỉ cần Từ tiểu huynh đệ ở gần cậu, ngón tay út này của cậu sẽ tự động nảy lên. Phương Tử Vũ gật đầu. Một vị lão giả khác ở xung quanh người Phương Tử Vũ vẽ xuống vô số phù đồ cổ quái, chờ ba người chuẩn bị hoàn tất, sau đó ngồi thành vòng tròn đem Phương Tử Vũ vây ở giữa. Nhắm lại hai mắt, ba người trên miệng lầm bầm niệm quỷ thuật. Lão đạo sĩ đi đến sau lưng một vị lão giả, vẻ mặt phức tạp nhìn Phương Tử Vũ, khẽ nói, vạn sự phải cẩn thận. Phương Tử Vũ gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó có người ở bên ngoài nói vọng vào, nhị công chủ, Lý Phong và Lãnh Vô Tâm cầu kiến. Phương Tử Vũ lạnh nhạt nói, mấy ngày tới ta phải giúp ca ca ta liệu thương, có thể sẽ cần ít ngày, Đông Hải Thành đành giao cho các ngươi rồi. Còn nữa, trước khi chúng ta xuất quan, không cho phép bất kỳ kẻ nào xông vào đây. Cánh cửa trước đó bị Phương Tử Vũ một cước đá bay. Lý Phong và Lãnh Vô Tâm mặc dù đứng ở ngoài cửa không đi vào, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể thấy rõ tình hình trong phòng. Chỉ thấy Từ Ngạo Thiên đang nằm ở một bên trên mặt đất, lồng ngực không còn nhấp nhô, mà Phương Tử Vũ ngồi trên mặt đất gần đó, bị ba vị lão giả áo vàng vây quanh. Hai người đưa mắt nhìn nhau mới cung kính đáp, vâng. Các ngươi lui ra đi. Vâng, chủ công bảo trọng. Lý Phong và Lãnh Vô Tâm song song theo đường cũ trở về. Lúc trở về đều thêm vô số binh sĩ tầng tầng lớp lớp vây quanh tòa đình điện này, cũng phân phó xuống dưới, nhị vị chủ công phải bế quan thanh tu, trước khi nhị vị chủ công xuất quan không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào, kẻ nào trái lệnh chém không tha. Ở trong tình trạng bao vây như thế này, trừ phi là cao thủ tu chân giới đến đây, còn những người bình thường căn bản là không thể nào tiến gần đình viện này. Lão giả trầm giọng hỏi, Phương tiểu huynh đệ chuẩn bị tốt rồi chứ? Phương Tử Vũ nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, ánh mắt lộ ra một vẻ nhu hòa hiếm thấy, hít sâu một ngụm khí rồi nói, tốt rồi. Được. Hỗn khởi hồn diệt, địa phủ động khai. Mở. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Cũng đúng vào lúc đó, trên người Phương Tử Vũ bắn ra một trận kim quang chói mắt. Bốn người đang có mặt ở đó còn chưa hiểu chuyện gì thì ầm một tiếng, kim quang nổ tung. Ba vị lão giả lại một lần nữa đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, mà ở giữa bọn họ đã không còn bóng người, Phương Tử Vũ đã biến mất ở ngay trước mắt bốn người.
Từ Ngạo Thiên vẫn nằm yên ở đó, chỉ là một đầu khác của đoạn dây hồng buộc trên tay nó lúc này đang trôi nổi giữa hư không. Dường như một đoạn kia đã xuyên qua không gian, chạy đến một thế giới khác rồi. Bốn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy không thể nào tin được. Lão đạo sĩ rốt cuộc mở miệng lên tiếng hỏi. Điều này nó... Lão giả lắc đầu nói. Lạ thay, suốt cả cuộc đời tu đạo của chúng ta cũng chưa từng gặp tình huống nào như vậy. Phương tiểu huynh đệ tuyệt không phải là người thường, cậu ta lại có thể lấy nhục thể hạ nhập địa phủ à? Cái gì? Lão đạo sĩ sắc mặt đại biến. Nhục thể của nó chạy đến địa phủ rồi ư? Điều này sao có thể? Lão giả than thở nói. Điều này cũng không biết là phúc hay là họa đây. Đáng lẽ nếu như chỉ hồn phách đi xuống đó, ngoại trừ một thân pháp lực ra thì không thể mang theo bất kỳ một vật nào khác. Nhưng nhục thân đi xuống đó thì lại khác à. Nhục thân dương khí cực nặng, thêm vào đó nếu trên người cậu ta còn có thêm pháp khí mang dương khí cực nặng, vậy thì địa phủ lần này có thể sẽ có một trường đại loạn rồi. Cậu ta là người tốt, hy vọng được ông trời phù hộ à. Lão đạo sĩ sắc mặt biến đổi không ngừng, rõ ràng là không thể tưởng tượng được sẽ có loại kết quả như thế này. Nhục thể chạy đến địa phủ rốt cuộc là tốt hay là xấu đây? Chỉ là khi lão nhớ đến trong cơ thể của Phương Tử Vũ còn có một kiện tiên khí thì sự lo lắng bất an trong lòng mới thoáng giảm bớt đôi chút. Nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, trên khóe miệng lão đạo sĩ không khỏi lộ ra một tia chua xót. Đây là một thế giới không có mặt trời, cũng chẳng có mây, chỉ có một mảng mờ mịt và hắc vụ sương mù tối tăm. Không trung đột nhiên phát ra mấy tiếng rèn rẹt, sau đó không gian bắt đầu vặn vẹo, tựa như ở giữa hư không mở ra một cái miệng lớn. Một bóng người từ trong cái miệng đó bị nhổ ra, bịch một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Đúng lúc bóng người đó xuất hiện thì cái miệng đó cũng đột nhiên biến mất. Phương Tử Vũ vỗ vỗ mông đứng dậy, nhưng kinh ngạc phát hiện ra bản thân đã không còn ở trong căn phòng lúc trước. Xung quanh phảng phất là một phiến hư không hỗn độn, bầu trời dường như được hình thành từ một màu, mà ở trước mặt là triền núi hoang vu, triền núi đó cũng là màu đen. Nó nhìn lại bản thân mình thì phát hiện ra quần áo trên người mình đều hoàn hảo, thiên địa càn khôn giới vẫn nằm trên ngón tay, mơ hồ phát ra ánh sáng. Việc này là thế nào đây? Nó khẽ nhíu mày, đơn giản để tụ chân khí, pháp lực vận chuyển tự nhiên, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Nhưng tai nghe ngóng, âm phong lạnh lẽo tiêu điều, trong gió tựa như mơ hồ mang theo từng trận quỷ khóc. Thanh âm này giống như là có vô số quỷ hồn cùng một chỗ kêu than, đan thành từng mảng từ nơi xa xôi nào đó truyền lại. Nó cẩn thận từng tí một di chuyển qua sườn núi, không nhịn được hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy dưới sườn núi bên kia, một con đường lớn chạy thẳng tắp về phía xa. Hai bên con đường hoang vu lạnh lẽo, không hề nhìn thấy bất kỳ cây cỏ nào. Trên đường lại có một đại đội quỷ hồn xếp thành hàng chậm rãi mà đi, đưa mắt nhìn theo. Nam nữ, già trẻ gì cũng có, quả nhiên là quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, âm khí tận trời. Trên con đường này, đám người liên miên không dứt, cũng không biết có bao nhiêu quỷ hồn đi về phía trước. Đám quỷ hồn này tất cả đều cúi đầu, hai tay buông thõng, chậm rãi mà đi. Mà ở trong vùng tối đen sau lưng đội ngũ này không ngừng có bóng người xuất hiện, cũng là mặt không có chút cảm xúc gia nhập vào đoàn người. Đưa mắt nhìn về phía xa, đội ngũ này tựa như vĩnh viễn không có điểm cuối. Hai bên đội ngũ này đều có không ít tiểu quỷ tay cầm đồ vật tựa như cái đinh ba đang qua lại tuần tra. Đám tiểu quỷ này mỗi một tên đều là mặt mũi hung tợn, cũng không biết là bọn chúng sinh ra đã là như vậy hay là sau khi chết đi tu luyện quỷ đạo mà có kết quả như vậy. Trong hàng đội ngũ dài dằng dặc này, ngẫu nhiên có vài tên chết oan chết ức, không cam lòng, thân người không ngừng dãy giụa, phát ra tiếng gào thét thê thảm. Chỉ là đám quỷ hồn không nghe lời này, có dãy giụa chạy ra khỏi đường. Ngay lập tức liền có tiểu quỷ chạy tới giơ đinh ba dùng lực đâm tới, tức thì lại bị đánh cho gào khóc thảm thiết. Dưới sự ức thúc của đám tiểu quỷ vô thường, đại đội quỷ hồn này mới một đường tiếp tục đi về phía trước. Phương Tử Vũ lại nhìn về phía trước của đội ngũ này, con đường này rất dài, cũng không biết là đi thông đến nơi nào. Chỉ là ở phía trước bên cạnh đường dựng lên một khối quái thạch, trên đó có ba chữ lớn đỏ như máu: Hoàng Tuyền Lộ. Ánh mắt của Phương Tử Vũ ở trong đội ngũ này cẩn thận nhất nhất tìm kiếm, nhưng thủy chung không phát hiện ra thân ảnh của Từ Ngạo Thiên.
Từ Ngạo Thiên đang ở đâu? Phương Tử Vũ thở ra một hơi, triển khai thân pháp hướng về phía bảy quỷ hồn lao đi. Đám tiểu quỷ tựa như phát giác ra, đột nhiên có tên chỉ vào Phương Tử Vũ đang bay qua lại giống lớn. Vài tên tiểu quỷ mang theo Đinh Ba từ trong đội ngũ chạy ra. "A, dừng lại, ngươi là ai? Tại sao tự ý xông vào địa phủ?" Thân ảnh của Phương Tử Vũ dừng lại, nhẹ giọng nói: "Ta tới tìm người. Nơi này không có người, chỉ có quỷ hồn thôi. Ngươi là một nhục thể phàm thai, không được tiến vào quỷ giới. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, mau chóng mà rời đi, chúng ta có thể không truy cứu." Phương Tử Vũ hừ mạnh một tiếng, đột nhiên một cái bóng xẹt qua. Mấy tên tiểu quỷ ở đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phương Tiểu Vũ đã đoạt lấy một thanh đinh ba từ trong tay của một tên tiểu quỷ. Một đạo hắc mang lóe lên, ba thanh đinh ba rơi xuống mặt đất, mà bốn tên tiểu quỷ ở cạnh đó ngay cả kêu la cũng không kịp phát ra, lập tức hóa thành bốn làn khói đen dung nhập vào trong hắc vụ mờ mịt. Đám tiểu quỷ ở gần đó kêu to gọi nhỏ, tất cả đều bỏ mặc không quản đám quỷ hồn kia nữa, cầm đinh ba xông về phía nó. Phương Tử Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, huy vũ thanh ba trong tay cùng vài trăm tên tiểu quỷ đang xông đến chiến thành một đoàn. Lập tức có quỷ hồn ý thức được đây là cơ hội bỏ chạy cực tốt, đội ngũ sau một trận rối loạn ngay tức khắc như cái nồi nổ tung bỏ chạy tứ tán. Tiểu quỷ không tham gia vào cuộc chiến vội vàng xông lên trước ngăn chặn, nhưng bọn chúng chạy lên ngăn chặn đám quỷ hồn phía trước thì không ai quản quỷ hồn ở phía sau, phía sau lại một trận náo loạn. Đội ngũ vốn chỉnh tề rất nhanh liền náo loạn thành một đoàn, một đám tiểu quỷ hết chạy ngược lại chạy xuôi, hết sức thảm hại. Mà lúc này Phương Tử Vũ ở trong sự vây công của vài trăm tên tiểu quỷ ung dung rời đi. Kỳ thật điều này không phải là nói pháp lực của Phương Tử Vũ thông thiên, ngay cả đám quỷ địa phủ đều không sợ hãi, chỉ là bởi vì đám tiểu quỷ này nhân số mặc dù đông nhưng pháp lực của bản thân lại vô cùng yếu ớt, đối phó với một đám oan hồn chết uổng thì không thành vấn đề. Bất quá gặp phải kẻ giống như Phương Tử Vũ, cao thủ tu chân, thì lại giống như vài trăm đứa trẻ con vây đánh một người đại hán lực lưỡng vậy. Mặc dù nhân số nhiều, đáng tiếc lại không đủ xem trọng. Hơn nữa Phương Tử Vũ lấy nhục thân đi xuống địa phủ, nhục thân vốn mang theo dương khí mãnh liệt, mà thân thể thuần âm của đám tiểu quỷ này lại không làm gì được thân dương khí đó. Đánh không bao lâu, đám tiểu quỷ này đều bị Phương Tử Vũ đánh cho hồn phi phách tán, hóa thành khí đen dung nhập vào thế giới u ám này. Phương Tử Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng, cầm thanh đinh ba trong tay hướng thẳng về phía trước của đội ngũ chạy đi. Mà tiểu quỷ ở xung quanh không biết là bởi vì bị Phương Tử Vũ hung ác đánh tan, hay còn là bởi đội ngũ rối loạn mà không còn tâm sức nào tiếp tục quản đến nó nữa, không kẻ nào dám tiếp tục xông lên ngăn cản, mặc cho nó chạy thẳng về phía trước. Suốt cả quãng đường phía trước chạy xuống vô số đội tiểu quỷ, nhưng có thể là đám tiểu quỷ này nhận được mệnh lệnh vội vàng chạy tới chi viện cho đại đội hỗn loạn phía sau, cho nên chẳng có kẻ nào để ý đến Phương Tử Vũ. Ngẫu nhiên cũng có vài đội tiểu quỷ không nhìn xa, sau khi bị Phương Tử Vũ tiện tay rửa sạch, mấy chi đội ngũ phía sau toàn bộ đều rất phối hợp vòng qua người nó, thẳng hướng phía sau mà chạy đi. Hoàng Tiền đạo lộ này thông thẳng đến cửa thành, dưới cửa thành có câu hồn tiểu quỷ trông coi cửa thành, mà đám quỷ hồn trên Hoàng Tuyền lộ đi đến đều xếp thành đội vào trong thành. Dưới cửa thành còn có vài chục tên câu hồn quỷ cầm giữ sổ tử điểm danh, tên tuổi, nhân số. Phương Tử Vũ nhìn lên cửa thành, bên trên từng thành khắc hai chữ lớn quỷ vực. Phương Tử Vũ bước chân đi vào cửa thành, đám tiểu quỷ thủ thành dường như đã biết sự lợi hại của Phương Tử Vũ, không có đi ra ngăn cản, chỉ là ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía Phương Tử Vũ đều mang theo vẻ vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Phương Tử Vũ duỗi một tay ra, một tên tiểu quỷ cầm sổ đang điểm danh nhân số oa một tiếng lập tức bị nó nắm ở trong tay. "Đại tiên, đại tiên, đại tiên tha mạng." Tiểu quỷ không dám loạn động, chỉ có thể mở miệng van xin. Phương Tử Vũ lạnh lùng hỏi: "Có người nào tên là Từ Ngạo Thiên đi qua đây không?" Đại tiên đợi tôi nhìn một cái. Tiểu quỷ vội vàng lật danh sách trong tay, một lúc sau mới nói: "Tìm thấy rồi, có người này đi vào rồi." "Hắn ở đâu?" Tiểu quỷ chỉ vào trong thành nói: "Hắn đã đi vào trong thẩm phán đường của Diêm La Điện rồi." "Đi như thế nào?" Đi thẳng theo con đường này là tới." Phương Tử Vũ ném mạnh tên tiểu quỷ ra, thẳng theo đường lớn trước mặt mà đi. Tên tiểu quỷ này thở phào một cái, nhìn thân ảnh của Phương Tử Vũ biến mất trong hắc vụ,
lúc này mới nhổ một ngụp nước bọt trên mặt đất, hung ác nói: "Bằng vào điểm ấy tu vi mà dám xông vào địa phủ, đợi ngươi tiến vào Diêm La Điện rồi lập tức sẽ biết lợi hại à. Âm tào địa phủ không có đường lui đâu, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây làm một cái cô hồn dã quỷ, đợi lão tử chậm rãi hành hạ đi." Tiểu quỷ này trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục kiểm kê danh sách của mặt sau. Âm tào địa phủ, tương truyền nơi này đã tồn tại từ rất lâu, nhưng mà âm tào địa phủ rốt cuộc hình thành như thế nào? Cái đáp án này sợ rằng vĩnh viễn không một người nào biết được, tựa như con người vĩnh viễn đều không biết được cái gọi là thần tiên đó xuất hiện ra sao. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là âm tào địa phủ từ trước đến nay không một người nào dám xông vào. Ngoại trừ mấy trăm năm trước, một nhân vật trong truyền thuyết với công lực thông thiên từng xông vào địa phủ, chỉ có điều kẻ đó đến cuối cùng cũng nhận được trừng phạt thích đáng. Địa phủ đó là ác mộng của nhân loại, đồng thời cũng là địa phương giải thoát cho vô số người. Chỉ là mặc kệ là người hay là tiên, một khi chết đi nhất định phải đi xuống âm tào địa phủ, tiếp nhận thẩm phán và luân hồi. Điều này là pháp tắc vĩnh hằng bất biến của thế gian, trừ phi kẻ đó hình thần tất cả diệt sạch. Hoàng Tuyền Lộ thượng vô hồi đầu, Lại Hà Kiều thượng vong tiền sinh. Thế giới này là thế giới của quỷ hồn, có thể lấy nhục thể phàm thai đi đến cái thế giới này. Phương Tử Vũ tuyệt đối là người thứ hai từ trước cho đến nay. Chỉ là người thứ nhất đại náo địa phủ, sau đó nhận được trừng phạt thích đáng. Vậy Phương Tử Vũ thì sao đây? Chờ đợi nó là điều gì đây? So với người đầu tiên, tu vi của nó yếu ớt giống như một đứa trẻ vừa mới chào đời. Tu vi như vậy có thể đại náo địa phủ như người thứ nhất hay không đây? Diêm La Điện còn được thế gian gọi là Diêm Vương Điện hoặc là Thẩm Phán Điện. Mỗi một người sau khi chết đi đều phải đến nơi này tiếp nhận phán xét cuối cùng, là ở lại âm gian tiếp tục tu luyện quỷ đạo, là tội nghiệp chồng chất phải đi vào 18 tầng địa ngục tiếp nhận trừng phạt, hay là phải qua cầu Lại Hà uống mạnh bà thang, sau đó đi luân hồi điện chuyển thế luân hồi. Trước tiên đều phải ở nơi này tiếp nhận phán quyết cuối cùng. Diêm La Điện vô cùng rộng lớn, cực kỳ giống với Hoàng Thành Cung Điện ở trên thế gian. Chỉ một điểm khác biệt duy nhất đó là tòa Diêm La Điện này cũng không phải là được xây dựng bởi loại tài liệu gì, từ mái ngói cho đến vách tường tất cả đều một màu đen. Chiếc cửa lớn 100 bậc đá, từng bậc hướng lên phía trên, quỷ hồn xếp thành một hàng dài nhìn không thấy cuối. Đám tiểu quỷ bên cạnh đốc thúc vô cùng trật tự chờ đợi phán quyết. Phương Tử Vũ không gia nhập vào hàng đội ngũ này, đi thẳng đến lách qua một bên, bước lên bậc đá đi lên. Mà đám tiểu quỷ ở xung quanh dường như đều rất phối hợp, không có đi lên ngăn cản nó, chỉ là ánh mắt mang theo một vẻ kỳ quái thỉnh thoảng rơi xuống trên người nó. Là kẻ nào dám xông vào âm tào địa phủ? Ngay khi Phương Tử Vũ đạp lên bậc đá cuối cùng thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đoàn mây đen, mà thanh âm nọ cũng là từ trong một đoàn mây đen trong đó truyền đến. Phương Tử Vũ đột nhiên dùng mình một cái, hai đoàn yên vụ này phát ra âm khí thật sự là rất nặng, khiến cho nó mơ hồ cảm thấy gió lạnh thấu xương. Nó dừng lại, lạnh lùng nhìn hai đoàn yên vụ trước mắt đang chậm rãi biến hình ngưng động. Đến cuối cùng, hai đoàn yên vụ này huyễn hóa thành hai hình người cao lớn. Đây là hai tên quái vật, một tên thân cao 5 thước, nhưng trên cổ lại mọc ra một cái đầu trâu, lỗ mũi có sâu một cái vòng sắt, trên đầu có một đôi sừng thú. Tên còn lại thân hình cao lớn, khuôn mặt bị kéo dài ra, lại là một khuôn mặt ngựa. Hóa ra đây chính là đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết. Hai tên này đứng chặn trước mặt Phương Tử Vũ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Phương Tử Vũ. Đám tiểu quỷ và quỷ hồn xung quanh, từ lúc hai tên đầu trâu mặt ngựa xuất hiện thì toàn bộ đều cung kính quỳ rạp trên mặt đất. Tên mặt ngựa đắc ý quét mắt nhìn đám quỷ một cái, ánh mắt lại rơi trên người Phương Tử Vũ, lên tiếng hỏi: "Ngươi là người địa phương nào, dám lấy nhục thể phàm thai xông vào âm tào địa phủ?" Phương Tử Vũ lạnh nhạt nói: "Ta đến tìm người." Tên đầu trâu lúc lắc đầu nói: "Nơi này chỉ có quỷ hồn, không có người." Mặt ngựa ngay lập tức bổ thêm một câu nói: "Mặc kệ là người hay là quỷ, chỉ cần đến nơi này đều phải tuân theo quy củ ở đây. Mặc kệ ngươi đến với dụng ý gì, lần này ngươi đi không được." Phương Tử Vũ hừ mạnh một tiếng, không nói gì, đột nhiên cực nhanh xông về phía hai tên đó, trực tiếp lấy trưởng làm đao chém ngang một nhát. Đầu trâu mặt ngựa trong tay trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện hai cây tam xoa hình dáng quái dị, vung xoa đón đỡ. Keng, một tiếng kêu giòn vang lên, tam xoa trong tay đầu trâu đột nhiên đứt thành hai đoạn,
nó hú lên một tiếng quái dị, vội vàng lui về phía sau. Nhưng một cỗ đao khí chính diện bước tới, doạt một tiếng, lồng ngực của nó lập tức bị đao khí cắt vỡ, một cỗ hắc vụ từ miệng vết thương phun ra. Đầu Châu vội vàng ném đi đoạn xoa trong tay, tay phải xoa nhẹ lên lồng ngực, miệng vết thương tự động khép lại. Đầu Châu mặt ngựa hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau. Đầu Châu lại nói: "Cẩn thận, đồ chơi trong tay nó rất là lợi hại." Nói xong, tay phải chụp vào hư không, một thanh tam xoa mới lại xuất hiện trong tay nó. Phương Tử Vũ lúc này mới phát hiện ra, trong tay mình không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một thanh đao, một thanh trường đao ngăm đen. Rõ ràng đây chính là thanh tiên khí vẫn một mực ẩn núp ở trong cơ thể mình, mà một đao chạm tam xoa chém bị thương đầu Châu chính là thanh trường đao này. Tiên khí này xuất hiện như thế nào đây? Phương Tử Vũ từng thử vô số lần đem nó lấy ra khỏi cơ thể, nhưng bất luận là dùng cách nào vẫn một mực không di động. Tại sao nó lại tự động xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là có quan hệ với hoàn cảnh nơi đây sao? Không để cho nó nghĩ nhiều, đầu Châu mặt ngựa lại một lần nữa xông lên. Tam xoa trong tay đầu Châu hung hăng đập xuống đầu Phương Tử Vũ. Nó theo bản năng lắc mình né tránh, ầm một tiếng, trăm bậc đá tựa như bị một búa bổ xuống, mạnh mẽ bị bổ ra một rãnh sâu từ trên xuống dưới. Đám tiểu quỷ và quỷ hồn xung quanh vẫn như cũ quỳ dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, nhưng không một kẻ nào dám đứng dậy bỏ chạy. Bậc đá tựa như vật sống nhu động một trận, cái khe sâu dài mới vừa rồi bị một xoa của đầu Châu bổ ra trong nháy mắt tự động khép lại, tựa như chưa từng bị phá hỏng. Cùng lúc đó, mặt ngựa đâm tới một xoa, đinh, một chùm tiên lửa tóe lên, tam xoa của mặt ngựa đã bị trường đao trong tay Phương Tử Vũ một đao chém đứt, hoàn toàn biến thành một cây gậy đen thui. Mặt ngựa hừ mạnh một tiếng, cũng không nhìn thấy bất kỳ động tác nào của nó, cây gậy trong tay tự động duỗi dài ra, nháy mắt khôi phục lại hình dáng của tam xoa. Đầu Châu sở trường lực lượng, thích dùng cứng đối cứng, mỗi một chiêu qua đi trên mặt đất đều lưu lại rất nhiều vết nứt thật sâu. Còn mặt ngựa lại sở trường về tốc độ, thích tránh nặng tìm nhẹ, thường nhằm lúc Phương Tử Vũ sơ ý lén nút đâm một xoa ở góc độ vô cùng xảo quyệt, bức nó chân tay luống cuống. May là hai kẻ này đều kiêng dè thanh trường đao trong tay Phương Tử Vũ, không dám đánh bừa quá mức. Nếu không, lấy tu vi trăm ngàn năm của hai kẻ này, như thế nào có thể đem Phương Tử Vũ, một kẻ tu chân giả đặt ở trong mắt đây? Chỉ cần vài xoa đã sớm giải quyết xong rồi. Chỉ có điều, cho dù là như vậy, Phương Tử Vũ cũng không tốt hơn được. Mặc dù nó dựa vào lưỡi đao sắc bén, tạm thời còn có thể đọ sức một trận, nhưng nó cũng rõ ràng bản thân tuyệt đối không thể chống đỡ lâu. Tam xoa trong tay của đầu Châu mặt ngựa cùng với kiến trúc của nơi này không biết được dùng cái gì làm lên. Bất luận là tam xoa của Phương Tử Vũ chém đứt bao nhiêu lần, mặt đất cũng mặc kệ là bị đầu Châu phá hỏng nghiêm trọng đến đâu, chỉ trong nháy mắt công phu tất cả đều khôi phục lại như ban đầu. Nghĩ đến đây, Phương Tử Vũ không khỏi âm thầm oán hận những kẻ viết ra tiểu thuyết trong tàng thư các. Ở trong đó, đám tiền bối cao nhân này đều nói âm tào địa phủ xông vào dễ dàng như thế này thế kia, còn đầu Châu mặt ngựa thì rắc rưởi như thế nào thế nào, ba chiêu hai thức lập tức có thể dọn dẹp xong. Bây giờ nhớ lại, đám người đó chắc chắn là chưa từng đến âm tào địa phủ, chỉ vì ra vẻ ta đây mà dám bịa đặt viết ra. Cũng chỉ trách Phương Tử Vũ kiến thức không nhiều, đối với những chuyện này lại tin là thật, cho nên mới dám một mình xông vào âm tào địa phủ. Nhưng lại không dự đoán được, ngay cả hai kẻ đầu Châu mặt ngựa đã khó chơi như thế này, càng đừng nói đến bên trên còn có Hắc Bạch Vô Thường, Thập Đại Diêm Vương, còn có một kẻ tuyệt đối thần bí, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phương Tử Vũ thầm nghĩ, nếu nó có thể sống sót trở về, sau này để cho nó một lần nữa gặp được những kẻ đối với âm tào địa phủ viết bậy bạ, nhất định một đao xử lý hết, tránh cho đám người này ở trên thế gian đầu độc ý thức của mọi người. Âm tào địa phủ tuyệt đối không có dễ dàng xông vào như trong sách đã nói. Công kích của đầu Châu và mặt ngựa một lượt lại mạnh hơn một lượt. Hơn nữa, hai tên này trải qua trăm ngàn năm phối hợp ăn ý không có sơ hở. Phương Tử Vũ giống như con thuyền nhỏ cô độc trong biển bão, theo sóng lên xuống không ngừng. Nó bây giờ chỉ có thể đau khổ chống đỡ, tuyệt không có lực đánh trả. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 14 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn đón xem diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.